Ừ, thế là bây giờ em là người yêu anh rồi á. Đúng rồi, thế người yêu phải nói câu gì nhỉ? Anh muốn em nói cái gì nào? Em nói gì rồi, em nói đi, anh đang chờ. Em yêu anh á, em yêu anh á. Hôm nay tôi sẽ bán thân thành một bad boy đấy. Sao khoan hoài vậy anh? Thì tôi mới phát hiện ra một cái app mà có rất nhiều gái và gái xinh giọng hay nữa. Đây này, thì anh em ở CH Play hay là ở trên App Store đều có nhá. App này tên là Amita. Đó. Để tôi xem nào. Đây đây đây, nó có hình đầu con thỏ ấy nhá, anh em ấn tải về. Rồi, sau khi tải về thì đây là cái giao diện đầu tiên. Ấn tiếp theo này. Người chơi thì anh cứ ấn tiếp theo nha anh em ạ. Thì ở đây có rất nhiều thể loại game luôn. Có gái PUBG, gái Free Fire, gái Liên Quân, gái Liên Minh. Và tôi chọn gái Free Fire nên tôi ấn vào cái biểu tượng logo Free Fire. Đó, test được giọng luôn. Thì anh em bật to cái volume lên và anh em nghe giọng nhá. Ui, bạn này già quá. Bạn này trẻ trẻ này. Nào muốn chơi cùng mình thì bấm mặt tớ đi nào. Bạn nào muốn chơi cùng mình? Mình ơi nhớ con trai này. Đặt đơn đi em nha. Ui giỏi ơi. Thôi tôi sẽ kiếm một bạn nào xinh xinh, tôi sẽ tán nha, tán xong tôi chia tay luôn. Kể mà sau khi tôi cởi mắt kính ra ấy thì tôi nhìn thấy bạn này rất là xinh và tôi nghe thử cái giọng nhá. Hello, lại là Ngọc Anh đây. Hello, lại là Ngọc Anh đây. Ok. Thì bạn này có giá là 300 xu, chơi được với bạn đấy là 30 phút nhá. Tôi ấn đặt đơn này. Và cái cách mua xu cũng là anh em làm trực tiếp ở trên web luôn, thì nó rất là ưu đãi luôn ấy. Còn có một cách khác cũng rất là đơn giản thôi, mọi người liên kết ví điện tử LinePay với cả thẻ ngân hàng là được nha. Và tôi đã đặt đơn bạn này thành công. Và bây giờ chúng ta sẽ vào game thôi. Có phải là em tên là La ở trong cái Amlita đúng không? Dạ vâng, đúng rồi á. Thế em sinh năm bao nhiêu? Em 204. 204 á? Nghe giọng hay thế nhở. Thế cho hỏi em có người yêu chưa? Chưa, anh chưa, chưa có người yêu luôn. Dạ, em có người yêu chưa? Anh chưa. Anh chưa. À thế là sao? Mà nghe giọng của em hay, em người đâu ấy? Em người Sài Gòn. Người Sài Gòn à? Anh cũng ở gần đấy. Bốc phét ít thôi. Thế anh hỏi em nhá, giữa một chàng trai tốt bụng và một chàng trai giàu có thì em sẽ chọn ai trong hai nhá? Nếu là em thì em sẽ chọn chàng trai giàu. Tại vì nếu mình có kinh tế ổn định thì sau này mình sẽ phát triển được nhiều thứ hơn. Như con cái này. Thì ra em là giống người như vậy. Thế nhớ chàng trai tốt bụng đấy, nhà người ta là con chủ tịch thì sao? Thì cái đấy là xếp hạng vào chàng trai giàu rồi anh. Sao gọi là đến đấy là vừa tốt vừa giàu rồi? Không, đấy không phải là giàu. Mà đấy là người ta có bố mẹ giàu, người ta thì vẫn là ăn bám thì sao? Thì em có đồng ý là yêu cái chàng trai đấy không? Đấy em chưa biết được nữa. Thì anh trong danh sách đấy đấy, thì bố anh là chủ tịch và mẹ anh là hội đồng quản trị của một công ty rất là lớn ở bên Dubai. Bỏ ghế chưa? Bạn bị kinh rồi. Và anh cũng là người thừa kế của công ty trách nhiệm hữu hạn buôn đồng nát xuyên lục địa. Em có biết không? Nói khác này bé trai ấy. Em đừng đùa, một tháng nhà anh là có mấy tỷ đô la đấy. Thưa ông mẹ ám mồm đi. Em vâng, công ty em biết. Đúng không? Cái khẩu súng này vừa ra mắt cái là anh đã có skin rồi đấy. Skin level 7 luôn. Được chưa? Thì bây giờ như này nhá. Bây giờ anh hỏi thật này, em chưa có người yêu hay là em làm người yêu của anh đi? Cái gì vậy? Sao mới gặp mà lại kêu làm người yêu anh rồi? Em khó thế nhở, anh đã đẹp trai như thế này rồi, nhà anh thì bố anh làm to như vậy mà em không yêu hơi phí luôn. Người yêu anh đi, đó, anh chưa có người yêu. Thật sự có một cái điều kiện gì đó mình mới yêu được đúng không? Bây giờ như này nhá, em solo thắng anh sẽ cho em 50 tỷ. Xả đi. Còn nếu em thua em chỉ việc làm người yêu anh thôi, được không? Mày được vãi em ơi. 50 tỷ này em có thể đi mua được rất nhiều thứ. Em có thể mua được mấy căn nhà. Ok luôn. Ok, nhưng mà anh nói thật nhá, anh nói thật nhá, em có tin không? Có tin bố anh làm chủ tịch không? Để anh đưa cho em cái giấy xác nhận là chủ tịch của bố anh.
Ôi rồi, em tin. Ok, bây giờ vào solo nhá, nếu mà em thua thì em sẽ phải làm người yêu anh. Ok chưa? Ok luôn. Ok. Anh em ấy, là anh em biết cái kết quả đúng không? Kết quả kiểu gì là tôi cũng thắng, anh em yên tâm đi. Anh em thấy không, có người yêu rất là dễ luôn, anh em chỉ cần làm theo mình nhá. Cái cách này nhá, auto có người yêu luôn. Chỉ cần anh em có một chút kỹ năng thôi. Thì anh em nào muốn tải app này thì mình để link ở dưới phần mô tả và phần bình luận nhá. Anh em tải app là cứ thế tán thôi, dễ mà. Chung là gái của app này nhiều cô thì rất là bướng, nhưng mà cô này khá là hiền. Cô này khả năng yêu được anh em ạ, nhưng mà rất tiếc là mình có người yêu rồi. Tí mình sẽ tán xong mình chia tay nhá. Mê chai dầu. Rồi, headshot luôn. Này thì mê chai dầu này. Đã bảo rồi, một chàng trai tôi cũng không biết đâu, bố nó làm chủ tình sao. Ví dụ như mình này, mình bốc phét thôi. Tôi nghĩ cũng đúng rồi, bởi vì là chai dầu ấy, nó sẽ có một cái mặt là sau này có thể chăm lo được cho con cái. Thì ra đạn vào đầu. Cứ ra đạn vào đầu này đỡ thế nào được. Trời ơi, trận này 4-0 và tôi sẽ có thêm một người yêu nữa. Mà tôi canh bé Mon không vào chứ tôi chốt cái cửa rồi anh em ạ. Cái tập này không chốt cái cửa bé Mon vào mà tôi vỡ đầu ngay. Cho nên là làm gì phải tỉnh táo. Và tôi có một cách tán gái nữa cho anh em. Thì anh em chỉ cần tốt bụng thôi, anh em quan tâm một chút thôi là anh em sẽ tán được gái. Ví dụ anh em chơi một trận game ấy, anh em sẽ nhường đồ này kia, xong rồi anh em đi theo, anh em bảo vệ đó. Đó là cách tán gái đơn giản nhất. Em này đâu rồi ta? À, đây, em này đây. Khô máu luôn này. Không nhường con gái luôn. Bắn ra đạn vào đầu cho anh em xem nhá. Tôi đi thuê gái để solo. Ra đạn vào đầu. Đỡ thế nào được. Nói chung ấy, là trình độ của tôi ấy, đối với các bạn nữ ấy, thì các bạn nữ khả năng cao và không ai ăn được đâu. Chỉ có những bạn nam thôi, may ra có thể thắng được. Anh em biết kết quả trận đấu rồi đấy. Nên trận này tôi sẽ nhường nhá. À, tôi sẽ dùng cái chiêu lé đạn. À, anh em thấy không? Thao tác như này đỡ không sao được. Bây giờ tôi sẽ thao tác. Bị tính đẻ. Ui trời ơi, ngố thế. Bạn này bạn ngố thế, bạn đi vào cái chỗ tính để tính con đẻ cho ngố thế nhở. Con gái dạo này ngu ngơ thế. Ờ thế sao nhở, như thế nào nhở em nhở? Ê thế anh hỏi một tí là round cuối em bị làm sao ấy? Em thính nó rơi đè trúng. Em nghe đấy, đấy là ông trời à, đồng ý cho em làm người yêu anh đấy. Thì bây giờ em nói câu gì đi? Ờ thế là bây giờ em là người yêu anh rồi á. Đúng rồi, thế người yêu phải nói câu gì nhở? Anh muốn em nói cái gì nào? Em nói gì rồi em nói đi, anh đang chờ. Em yêu anh á, em yêu anh á. Lời đầu tiên chúng mình là nó ngồi gần vào. Trời ơi, ngồi gần vào. Ngồi xích vào. Đúng rồi. Ơ kìa. Anh bảo em ngồi xích mà em cứ giãn cách, anh có bị ép không đâu. Trời ơi, anh đeo khẩu trang rồi. Ơ anh quát em á. Anh quát em đâu. Bây giờ như này nhá, anh hỏi một chút ấy thì anh hỏi kỹ lại nhá, là cả họ và tên của em là gì? Họ và tên của người yêu anh mà anh không biết á. Ơ thế em tên là Nguyễn Thị Ngọc Anh à? Không có dự thị đâu. À Nguyễn Ngọc Anh. Ok anh em ơi, tôi tắt mic rồi em ạ. Bây giờ tôi sẽ chia tay thẳng thừng luôn để xem là phản ứng như nào nhá. À em ơi. Ơi. Bây giờ như này nhá. Em thì xinh thật đấy. Em thì giọng hay thật đấy. Nhưng mà chúng mình chia tay đi. Anh có người yêu mới rồi. Ơ kìa. Ôi. Sao? Nói chung là chia tay đi, anh không thích, anh là bad boy. Một ngày anh quen 10 em luôn bởi vì anh đẹp trai và anh nhà giàu nữa. Nên là anh không thích em, được chưa? Kìa, sao anh lại làm như vậy với em? Em tin tưởng anh như thế mà. Bởi vì ấy, anh có 50 người yêu đang chờ cho nên em chỉ là đứng thứ 51 thôi. Em chỉ là đứng thứ 51 thôi. Em không đủ tuổi yêu anh hiểu không? Sao đây em? Bạn này bạn ấy làm sao rồi anh em ạ? À? Bạn ấy dỗi rồi. Thôi, thực ra là anh đùa em thôi. Anh thực ra là anh kiểu thuê cái app này xong rồi anh quay clip ấy. Thì có gì thông cảm giúp anh nhá, anh chỉ chôn thôi. Đức mỏng.
Rồi ok. Thì xin lỗi nha, anh quay clip, nói chung là anh quay clip vui thôi, chôn thôi thì thông cảm nhá. Thì anh cũng okay. Có người yêu rồi, em biết rồi đúng không? Dạ vâng, em biết rồi. Ý là em cũng muốn chơi thôi, em biết tại vì một số bạn trên game là không thật lòng đâu. À, thế là em cũng diễn kịch à? Thế bây giờ như này, từ sau ấy, nếu mà yêu ai ấy, phải xem xét người ta cho kỹ rồi mới yêu nhá. Còn nếu mà em vừa thì thôi, nói chung là cũng vui vẻ thôi. Thì lần sau nếu mà có dịp thì anh sẽ thuê em tiếp nhá. Và nếu mà bạn nào muốn thuê bạn này để chơi game ấy, thì mình sẽ đưa cái ID lên cho bạn ấy giúp bạn một chút nhá. Chứ bạn ấy kiếm 2-3 triệu mình nghe là hơi ít. Bởi vì là mình thấy là lương của mình một tháng rơi khoảng 10 triệu ấy. Mình thấy là cũng may mắn hơn mấy bạn như thế này. Cho nên tôi sẽ cho ID của bạn ấy lên màn hình để cho các bạn thuê nhá. Thuê bạn này nha anh em nhá. Ok, thì chào, clip của tôi đến đây là kết thúc rồi. Em bye bye mọi người đi. Ok, 1, 2, 3. Bye bye tất cả bạn. Bye bye mọi người. Và như mình đã nói là cái app này có ở trên xe Play và App Store. Mọi người chỉ cần ghi là Lita, có cái logo là đầu con thỏ thì mọi người ấn vào nhá. Thì ok, nếu mà hay thì nhớ cho 5 sao nhá. Mình thấy rất là hay luôn ấy, cho nên mình cho 5 sao luôn. Nếu mà có 10 sao mình cũng sẽ cho 10 sao.